bài đoán tiếp theo. Viết chương trình nhờ vào từ bàn phím mảng chen ở số nguyên, sau đó sắp xếp mảng theo thứ tự tan dần khi kết quả lên màn hình. Bài này thì ta có thể chia chương trình làm một vài ý. Ý thứ nhất là nhập vào n số nguyên, ý thứ hai là sắp xếp, ý thứ ba là in ra màn hình. Rồi, ý đây là chương trình của mình. Đầu tiên là cái bước nhập vào n phần từ thì bước này rất là quen rồi, các bài trước đều có rồi, vậy tôi sẽ không hướng dẫn lại mấy cái phần bước nhập vào n phần từ nữa. Đoạn chương trình nhập vào n phần từ đây. Bước tiếp theo là xong bước thứ nhất, bước tiếp theo là sắp xếp theo thứ tự tăng dần. Để sắp xếp được một mảng thì có một vài cách để sắp xếp, và trong đó thì có một cách hay được sử dụng nhất bởi vì nó dễ nhớ nhất, đó là sắp xếp theo phương pháp đổi chỗ. Và cách để thực hiện sắp xếp đổi chỗ như sau. Đầu tiên cho vào một vòng lặp, một biến y nó xét các phần tử từ 0 đến n trừ 2. Khi mà mảng có, ví dụ mảng là có mảng có n phần tử từ 0 đến n trừ 1. Bình thường cái mảng này của mình có n phần tử thì nó sẽ các chỉ số của nó đánh số từ 0 đến n trừ 1. Thì bây giờ cái mảng cái vòng là for đầu tiên này thì sẽ xét từ 0 đến cái phần tử trước cái phần tử cuối cùng này, tức là phần tử n trừ 2. Như vậy điều kiện làm này nó sẽ là y nhỏ hơn n trừ 1, hoặc là có thể ghi là nhỏ hơn bằng n trừ 2 cũng được. Vòng for thứ nhất sẽ xét từ 0 đến cái phần tử trước cái phần tử cuối cùng, trừ ra một phần tử. Nếu bạn nào xét đến cuối thì cũng được thôi, nhưng mà nó như vậy thì là chương trình nó phải chạy nhiều lần hơn. Thì là đối với bài đơn giản thì không sao, nhưng mà nếu mà bài phức tạp thì là chương trình nó thời gian chạy chương trình nó sẽ lâu hơn. Và trong vòng lặp for này sẽ xét một vòng lặp for nữa, for. Vậy bây giờ phải khai báo thêm một biến nữa này, thì đóng vai trò làm chỉ số cho vòng lặp for bên trong. Được khai báo biến g sẽ cho xuất phát từ giá trị y cộng 1, giá trị y cộng 1 này. Giá trị y là giá trị ở trong cái vòng lặp for bên ngoài này. Bây giờ xét vòng lặp for này xuất phát từ giá trị y cộng 1 đến cái phần tử cuối cùng. Phần tử cuối cùng là phần tử n trừ 1. Như vậy điều kiện chỗ này là g nhỏ nó bằng n trừ 1. Hoặc là có thể ghi là g nhỏ hơn n, nhỏ hơn hoặc bằng n trừ 1 và nhỏ hơn n, giống nhau. G cộng cộng. Sau đó xét điều kiện. Ví dụ như bài này mình cần sắp xếp tăng dần. Sắp xếp tăng dần có nghĩa là phần tử đứng trước nó phải nhỏ hơn phần tử đứng sau thì nó sẽ là tăng dần. Thì ở trong hai cái vòng lặp for này thì vòng lặp for bên ngoài này thì chỉ số y nó sẽ đóng vai trò làm cái chỉ số cho cái phần tử đứng trước, còn g sẽ cho xuất phát từ y cộng 1 trở về sau, thì g sẽ đóng vai trò làm chỉ số cho cái phần tử đứng sau. Như vậy thì nếu mà đúng thì là cái giá trị mảng y này sẽ phải nhỏ hơn giá trị mảng g, thì là đúng thứ tự. Còn trường hợp nếu mà ngược thứ tự thì là trường hợp mà giá trị mảng y này lớn hơn giá trị mảng g thì là sẽ ngược thứ tự. Thì trong trường hợp ngược thứ tự thì ta sẽ thực hiện đổi chỗ, còn nếu đúng thứ tự rồi thì thôi, ngược thứ tự thì sẽ đổi chỗ hai phần tử đấy cho nhau. Vậy ở đây xét điều kiện nếu mà mảng y lớn hơn mảng g thì có nghĩa là ngược thứ tự, ngược theo cái thứ tự cần sắp xếp thì tiến hành đổi chỗ hai cái mảng y và mảng g này cho nhau. Và cách để thực hiện đổi chỗ thì cần phải sử dụng thêm một biến gọi là biến tạ, nó biến một biến nữa biến tạ đặt tên là tem như này. Biến tạ này gắn một trong hai cái phần tử mảng này, đưa gắn mảng y. Bây giờ ta cần đổi chỗ hai cái mảng y mảng g này với nhau. Đầu tiên gắn biến tạm này bằng cái mảng y trước, sau đó gắn mảng y bằng mảng g. Như vậy cái giá trị mảng y đã được nhận giá trị của mảng g rồi, sau đó lại gắn mảng g bằng biến tem này
Đấy, thì trước trước khi qua cái loại này thì là biến tem nó mang giá trị bằng y rồi. Vậy bây giờ đến cái loại này thì giá trị bằng y đã được gắn cho bằng gì, như vậy là hai cái phần từ này đã được đổ chung cho nhau như vậy. Và sau khi chạy xong hai cái vòng for lọc nhau như này thì mảng đã được sắp xếp xong. Và tiếp theo là bước in kết quả ra màn hình, và sau khi sắp xếp xong mảng rồi thì là tiến hành in ra màn hình. Thì in ra màn hình thì xét xét tất cả phần từ của mảng từ 0 đến n-1, như vậy điều kiện nó là nhỏ hơn n. In từng phần từ mảng. Rồi, trước khi in trong một for này ta sẽ in giá trị từng giá trị mảng một, nhưng mà trước khi in từng giá trị thì sẽ phải làm một câu thông báo là mảng sau khi sắp xếp là cho nó xuống dòng ở trước cho nó cách ra cho nó đẹp này, nó xuống dòng nó in. Chỗ này sẽ là in giá trị phần trăm d này. In từng phần tử sau đó là tab, cái chéo t này sẽ tab ra, in ra mạng y. Số lượng phần tử video bây giờ nhập một mạng nó lộn xộn, lớn bé lộn xộn lên để xem sau khi chạy chương trình nó sẽ có sắp xếp lại hay không. Vậy chạy xong chương trình thì nó in ra mảng sau khi sắp xếp là 1 2 3 4 6 6 6 7 8 9. Như vậy đã đúng thứ tự tăng dần đúng theo yêu cầu của đề bài.